À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đã quay trở lại với chuỗi bài giảng và bài tập toán 4 cùng cô Anh. Còn bây giờ chúng mình cùng bắt đầu ngay thôi. Hôm nay chúng mình sẽ đến với bài 150 thực hành. Vậy trong bài thực hành này chúng mình sẽ làm những gì? Thì chúng mình hãy cùng cô đọc yêu cầu của bài tập ngày hôm nay nhé. Bài tập số 1, thực hành đo độ dài. Yêu cầu chúng mình đo độ dài đoạn thẳng khoảng cách giữa hai điểm trong thực tế. Chẳng hạn, đo chiều dài chiều rộng phòng học hoặc chiều dài bảng lớp học khoảng cách giữa hai cây. Chuẩn bị thước dây cuộn hoặc đoạn dây có đánh dấu từng mét. Một số cọc để cắm mốc, giấy, bút để ghi kết quả. Thực hiện mỗi học sinh đo trực tiếp rồi ghi kết quả. Như vậy, với bài tập số 1 này, chúng mình sẽ sử dụng công cụ là thước cuộn hoặc là đoạn dây có đánh dấu từng mét để đo khoảng cách giữa hai điểm trong thực tế. Hai điểm đó có thể là hai đầu của đoạn thẳng chiều dài phòng học, hai điểm đó có thể là hai cây, hoặc hai điểm đó có thể là khoảng cách giữa hai cột điện, đúng không nào? Như vậy chúng mình sẽ có rất nhiều các khoảng cách trong thực tế mà chúng mình có thể đo. Ở đây cô sẽ đo và viết kết quả đối với chiều dài phòng học ở lớp học của cô, cũng như là hai cây ở trong khuôn viên trường của cô. Và các con hoàn toàn có thể đo thực tế ở trong khuôn viên trường của mình, trong lớp học của mình, để có những kết quả phù hợp với kết quả của các con. Chứ hoàn toàn các con không cần thiết phải ghi giống như kết quả của cô, bởi vì khoảng cách giữa hai điểm trong thực tế là khác nhau. Các con lưu ý nhé. Như vậy ở đây cô sẽ minh họa cho chúng mình cách đo lại khoảng cách giữa hai đoạn thẳng trên giấy. Sau đó từ đó chúng mình có thể tiến hành đo. Chúng mình thấy rằng ở đây cô có một đoạn thẳng trên giấy. Đoạn thẳng đó là đoạn thẳng A và B. Cô sẽ đo bằng cách, ở đây cô sẽ dùng thước kẻ, nhưng ngoài thực tế các con sẽ dùng thước cuộn hoặc là thước dây có đánh từng mét. Thì các con sẽ đặt một đầu của thước với một điểm, sau đó các con sẽ kéo thước dây và đến điểm thứ hai. Và sau đó các con sẽ nhìn xem trên thước chỉ xem là đến điểm thứ hai thì khoảng cách giữa hai điểm là bao nhiêu. Ở đây cô đã thực hiện đo và tính ra được chiều dài phòng học ở lớp cô là 6 mét. Ngoài ra cô có thể tiến hành đo thêm chính là khoảng cách giữa hai cây trong sân trường. Khoảng cách giữa hai cây trong sân trường cô thì các cây được trồng cách đều nhau là 2 mét, nên cô đo được 2 mét. Và cô lưu ý rằng các khoảng cách này ở mỗi trường này, đối với mỗi bạn học sinh là không giống nhau. Nên các con hãy thực hiện đo trong thực tế và viết kết quả của mình vào phần bài làm các con nhé, theo đúng như hướng dẫn cách đo mà cô đã hướng dẫn chúng mình. Với bài tập số 2, các con sẽ tập ước lượng độ dài. Nhiệm vụ của chúng mình là đi 10 bước dọc thẳng sân trường rồi ước lượng độ dài đoạn thẳng đi được. Thực hành, mỗi học sinh thực hiện nhiệm vụ trên rồi ghi kết quả. 10 bước chân của em được quãng đường dài khoảng. Như vậy, các con sẽ thấy rằng để thực hiện nhiệm vụ này, các con hãy bước thử một bước chân bình thường của chúng mình. Chúng mình nhớ là bước chân thông thường của chúng mình nhé. Chúng mình không bước quá dài, xoạc chân ra để được một đoạn thẳng quá dài, hoặc là bước rất là ngắn. Chúng mình nhớ là bước thường của chúng mình được bao nhiêu thì chúng mình sẽ đo độ dài một bước chân của chúng mình. Sau đó chúng mình sẽ ước lượng độ dài đoạn thẳng mà chúng mình đi được bằng cách lấy số bước chân là 10 nhân với độ dài của một bước chân, các con nhớ nhé.
Ở đây, độ dài một bước chân của cô là rơi vào khoảng 80 cm. Cô sẽ lấy độ dài của một bước chân là 80 cm nhân với số bước chân là 10, thì cô sẽ được kết quả là 80 x 10 bằng 800 cm. Tương tự như vậy, các con có thể ước lượng độ dài bước chân của mình. Các con có thể bước chân ngắn hơn so với cô là người lớn, thì các con sẽ có bộ dài bước chân là 60 cm. Sau đó các con sẽ lấy độ dài một bước chân nhân với 10 để ra khoảng cách 10 bước chân các con sẽ đi được quãng đường chính là 600 cm. Và bài tập này cũng tương tự như bài tập đầu tiên, bởi vì độ dài mỗi bước chân của các bạn là không giống nhau, nên các con hãy ước lượng theo chính bước chân của mình, được không nào? Chứ không cần phải xem là có giống kết quả với các bạn hay không. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con bài 150 thực hành. Qua bài thực hành này, các con đã thực hiện đo độ dài khoảng cách giữa hai điểm trong thực tế, cũng như là tập ước lượng độ dài. Cô hy vọng rằng những hướng dẫn của cô sẽ giúp ích cho các con trong quá trình mình thực hành. Cô hy vọng rằng các con đã có những kiến thức lý thú và bổ ích. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.